checkpoint software updates. About modem M5 Android 6 update tháng 5 update 2017 language input Vietnamese. Okay. Hello, chào các bạn, và hôm nay hướng dẫn mở khóa cái dòng sản phẩm leagoo. Đây là một trong những dòng sản phẩm gọi là siêu bền của cái dòng leagoo. Đây là một trong những cái smartphone được gọi là đình đám một thời năm 20 bao nhiêu nhỉ, hình như nổ vào năm 2017 hay sao ấy. Thế mới cái video hôm nay và các bạn đang xem ở trên cái tay của mình ấy, đây là một trong những cái dòng sản phẩm leagoo. Dòng sản phẩm leagoo ấy là một trong những cái dòng sản phẩm được gọi là bền và khá là đình đám một thời khi mà sản phẩm này vừa ra mắt. Và các bạn đang xem ở đây là leagoo, đây là M5 đấy. Máy này hỗ trợ 3G thôi, hỗ trợ 2 SIM. Bây giờ mình sẽ gắn pin vào, mình sẽ bật máy cho các bạn thêm. Video này hướng dẫn với các bạn là thử cách unlock bằng cách flash lại cái bộ nhớ của cái dòng máy này, thì mình đã có được cái firmware, được chưa? Mình phải mua bằng tiền để có được cái bản firmware của cái dòng sản phẩm này. Và hiện tại video này được hướng dẫn vào ngày 18 tháng 7 2019, được chưa? Đó, đến thời điểm hiện tại có thể là 1 2 3 năm tới thì nó sẽ phần mềm nó sẽ không hỗ trợ chẳng hạn. Đó, cái này tùy từng lúc nhá các bạn nhá. Đó, tùy từng thời điểm đó. Bây giờ các bạn sẽ xem ở trên cái màn hình này của mình này. Hiện tại máy của mình đã hiển thị lên, nhưng mà nó hiện tại nó đang bị lỗi một cái tình trạng, đó chính là mình sẽ mở máy lên cho các bạn xem. Đấy, mình nhấn bỏ qua, mình vẫn bỏ qua, được chưa? Đấy. Đó, mình đã kết nối mạng. Đó, sau khi setup kết nối mạng ấy thì nó bị vướng vào cái tài khoản này. Khi mà các bạn máy của các bạn trục trặc ấy, các bạn reset máy hoặc là các bạn sử dụng cái phương pháp gì để các bạn cài đặt máy hoặc là các kiểu bulubala các kiểu ấy, thì nó sẽ bị dính cái tài khoản Google. Cái tài khoản Google này là cái tài khoản như nào? Cái tài khoản Google này ấy là cái tài khoản mà nó setup ở trên máy ấy. Các bạn muốn reset lại máy thì các bạn cần phải xóa cái tài khoản Google trên cái máy hệ điều hành Android mới hiện tại. Hiện tại các bạn thấy Android 5, Android 6, Android 7, Android 8 thì nó hỗ trợ bảo mật như này, được chưa? Nó bảo mật như này thì bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải unlock nó, được chưa? Mình đã thử theo cách unlock cũ nhưng mà nó lâu quá, nhiều bạn vào trong cái wifi khác này này. Mình đã tìm hiểu cách này đúng được nhưng mà mình thấy là flash cho nó nhanh, được chưa? Đó, nhiều bạn share này, sau đó share qua tài khoản này. Đó, cách này cũng được, cách này cũng được, nhưng mà nó mình thấy nó làm nó lâu quá.
Được chưa? Và nó hơi bị phức tạp một tí đối với những cái bạn mà không ấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phương pháp share luôn, được chưa? Trước khi làm ấy, các bạn sẽ tắt máy này. Đấy, các bạn mình sẽ tắt máy nhá. Đấy, kéo xuống là tắt máy. Đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái file ROM của hệ thống của máy ấy. File ROM này là cái file ROM. Bây giờ mình sẽ mở máy này. Các bạn, mình sẽ mở máy và mình sẽ sử dụng một cái tool, đó chính là cái Flash tool, FB Flash tool. Cái file FB Flash tool này ấy là mình đã download ở trên mạng internet về, được chưa? Đó. Và cái phim ghe gốc ấy thì mình đã download ở một số người bạn và mua bằng tiền đó. Flash tool khi mình đã mở lên này thì nó sẽ có giao diện này. Các bạn nhìn nó rất là đơn giản đúng không ạ? Đó. Nhìn nó rất là đơn giản. Đấy, mở lên như này. Và giống như các chip mà vi xử lý của MT, được chưa? Các dòng chip MT các bạn có thể áp dụng được. Đó, sau đó các bạn chôm đến cái file phim web. Mình đã có một cái file phim web này. Đấy. Sau khi chôm phim web xong, các bạn nhấn vào cái phần download mode, nhấn vào download, được chưa? Đó, máy chúng ta đã chắc. Bây giờ mình sẽ không cần đi set đến cái file gốc cả. Đấy, các bạn xem này. Bây giờ mình chỉ cần việc là giữ phím giảm âm lượng, sau đó bật lại máy. Được chưa? Mình tháo pin ra. Đấy, tháo pin ra, thấy chưa? Các bạn thấy mình tháo pin ra chưa? Đấy. Mình đã tháo pin ra, được chưa? Đó. Mình tháo pin ra như này. Bây giờ mình sẽ cắm cáp vào máy tính, được chưa? Sau đó nhấn phím giảm âm lượng. Gắn USB vào, được chưa? Sau khi giảm âm lượng gắn USB vào, các bạn xem này. Các bạn xem cái dòng nó chạy này. Đấy, nó sẽ bắt đầu chạy luôn rồi. Đấy, và cái mê của nó bắt đầu loát lên, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy mê của nó bắt đầu loát lên chưa? Đó, khi mà thấy cái mê của mình bắt đầu loát lên thì các bạn sẽ việc thả tay ra. Đó, như thế này thì nó sẽ tự động bốt vào luôn rồi. Vậy bây giờ cái Flash tool này nó đã bắt đầu bốt ra. Vậy bây giờ nó chỉ việc chạy thôi, phải không ạ? Đó. Nó sẽ chỉ việc chạy thôi, các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ các bạn sẽ chỉ việc chờ đợi thôi. Đó là rất là đơn giản cho các bạn có thể áp dụng cái phương pháp mà sử dụng để chúng ta unlock lại, được chưa? Đó, chúng ta unlock lại và chúng ta bắt đầu xóa bỏ được cái path, được chưa? Đối với một số trường hợp ấy, các bạn làm như này flash nó bị lỗi ấy, các bạn làm lại, được chưa? Đó. Thực ra ấy, có những cái tool flash này ấy, nó sẽ hỗ trợ cho từng máy khác nhau và nó hỗ trợ từng bản cập nhật khác nhau. Có một số bạn nào bảo là có thể mở khóa được điện thoại hay không những cái smartphone mới nhất. Mình nói tóm lại là có thể mở được, được chưa? Có thể mở được nhá. Tất nhiên là cái hệ điều hành nào nó cũng có lỗ hổng. Nó vẫn có thể mở được nhưng mà nó lâu hơn. Được. Ví dụ như bây giờ các bạn thử tưởng tượng xem. Các bạn ngồi một ngày các bạn để nghĩ ra cái firmware nó mở khóa, công nhận là nó mở được. Nhưng mà khi các bạn mở được khóa được một máy, các bạn chỉ áp dụng một máy, các bạn mở khóa được một máy thôi thì nó sẽ không bó công một ngày các bạn tìm ra cái phương pháp ra, phải không ạ? Có một số bạn bảo là tìm một ngày ra kết quả đã tốt lắm rồi, nhưng các bạn thử xem. Các bạn thử tưởng tượng xem, các bạn một ngày các bạn bỏ ra, các bạn để tìm lỗi cái một cái máy như này, nó không bó công chúng ta. Nếu mà các bạn một ngày các bạn tìm ra lỗi để mở khóa và unlock cho 100 cái thì nó là một chuyện khác. Còn nếu mà một ngày các bạn bỏ ra để tìm ra lỗi lỗ hổng ấy để unlock, được chưa? Để unlock chỉ cho một cái smartphone thôi thì nó không bó các bạn ạ. Đó, nó không bó công chúng ta làm, phải không ạ? Đó. Cho nên ấy, mình nói các bạn là những cái sản phẩm liên quan đến những cái tài khoản này hoàn toàn là chúng ta có thể mở được và chúng ta có thể unlock được rất là bình thường, phải không ạ? Đó, unlock được rất là bình thường. Hoàn toàn chúng ta có thể mở được. Đấy, hoàn toàn chúng ta có thể mở được. Còn thực sự mà nói những cái phương pháp và những cái chúng ta áp dụng như này và chúng ta mở như này thì có đơn giản hay không? Nó thực sự là nó vô cùng đơn giản. Nó chỉ cần có, nếu mà các bạn có phần mềm rồi, các bạn chỉ cần thao tác này, hoàn toàn là chúng ta có thể mở được. Được chưa? Đó, hoàn toàn là chúng ta có thể mở được. Những cái mà chúng ta chỉ việc học thôi, chỉ việc làm và học thôi thì nó rất là đơn giản.
Còn những cái mà nó liên can đến nghiên cứu thì chúng ta cần phải qua trong cái thời gian nghiên cứu ấy thì nó mới khó, được chưa? Đó, còn chỉ học thôi, học để biết thôi thì nó rất là đơn giản thôi, được chưa? Các bạn không cần phải học theo một cái quy củ gì. Các bạn cứ công nghệ, các bạn áp dụng thực tế, các bạn áp dụng, rồi ra sau đó các bạn cập nhật kiến thức thường xuyên. Nói đến công nghệ thì các bạn phải cập nhật kiến thức thường xuyên, nếu không thì nó sẽ bị lỗi thời ngay. Thì ra các bạn nào đang theo ngành công nghệ đó. Còn ví dụ như các bạn bảo là học theo một cách quy củ, học theo một cách trình tự nó chỉ là một cái gì là nó theo một cái cách nào đó, gọi là theo một cái quy trình thôi. Còn những cái bình thường như này các bạn hoàn toàn là các bạn có thể tự học, ví dụ những cái app học này, app điếc này thì nó hoàn toàn nó đơn giản. Ví dụ như các bạn liên quan đến những cái lập trình này, hoặc là liên quan đến những cái lập trình code JavaScript hay là PHP hay HTML, JavaScript, hoặc là liên quan đến những cái mã nguồn của website, những cái đó thì ở trường lớp đại học nó vẫn có các bạn. Ví dụ thế chẳng hạn. Ở trường lớp đại học nó vẫn có, nó vẫn học, nó kiểu như nó nếu theo một cái quy trình đấy, nhưng mà nó sẽ không bằng chúng ta tự học các bạn ạ. Đó, vậy nó đã upload thành công, vậy các bạn sẽ chạy, được chưa? Đó, đấy, nó upload thành công, các bạn thấy cái chữ OK chưa? Bây giờ mình sẽ nhấn nút nguồn này, thấy chưa? Mình nhấn nút nguồn này, thấy chưa? Đấy, nhấn nút nguồn nhá. Đấy, để cho nó bật lên, thấy chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ thử tắt đi. Nếu mà nó không vừa chip thì mình sẽ phải up lại những cái bản lom khác. Đấy, nó đã lên. Quay trở lại là khi các bạn đang học ấy, ví dụ như các bạn đang học những cái như này ấy, các bạn đã biết là những cái ngành công nghệ hiện tại nó rất là hot, phải không ạ? Nó hầu như ngành nghề nào chúng ta liên quan đến bây giờ cũng đến với công nghệ, phải không ạ? Đó, ví dụ như bây giờ mình nói với các bạn này, ví dụ như các bạn là đang học, ví dụ như lúc nãy mình đã nói này, ví dụ như các bạn đang học trong một cái trường lớp nào đó thì những cái học nó là một cái nền các bạn ạ. Cái nền từng bước nó phải làm như nào thì cái quá trình các bạn học ở trên những trường lớp, những trường đại học ấy, các bạn ví dụ như bạn nào học về những cái kiểu như lập trình Android, học trình lập trình iOS, những cái đó thì ở hiện tại ở trên mạng cũng share rất là nhiều, và những cái kiến thức đó nó có ở trên những cái bài viết, có ở những cái trên khóa học online, nó cũng có rất là nhiều. Nhưng khi các bạn học ở trên trường học 4 đến 5 năm ấy, nó sẽ theo một cái quy củ. Các bạn học được những cái đó thì các bạn sẽ nắm theo một cái quy trình. Nhưng mà khi các bạn có một cái quy trình đó thì lúc đó thì các bạn cần phải có một cái tính, đó chính là gì các bạn? Đó chính là tự học là nhiều, được chưa? Những cái ở trên trường đại học ấy nó không có tự học là nhiều các bạn. Ví dụ như những cái liên quan đến cái mảng công nghệ, ví dụ như lập trình web, lập trình Android mà trở thành hacker cũng thế thôi. Đa số là chúng ta phải tự học các bạn ạ. Những người ngoài cực kỳ giỏi trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái công nghệ, kỹ thuật phần mềm ấy, đa số nó theo một cái quy củ ở trên đại học từng bước rồi. Nhưng khi các bạn muốn học nhiều cái hơn để nắm bắt với xu thế hiện tại thì đòi hỏi phải có tính, đó chính là tự học các bạn ạ. Tự học rất là nhiều, được chưa? Cho nên các bạn đã thấy là những cái người mà rất là giỏi, thậm chí là họ không học trong đại học nhưng mà họ vẫn trở thành hacker để hack được những cái đồng Bitcoin, phải không ạ? Đó là do họ có khả năng, họ tự học rất là nhiều đấy, cho nên là họ nắm bắt được rất là hay. Bây giờ đó là một cái vấn đề nhá. Đấy, đó còn một cái vấn đề nhá. Đó, thề với các bạn ấy, những cái thằng học đại học ấy mà các bạn chỉ học kiểu như là các bạn chỉ học đúng theo quy củ mà các bạn mà không chăm chỉ học và suy nghĩ ấy, nó cũng kiểu như là nó sẽ không thành tài được các bạn ạ. Đó, nó sẽ không thành tài được kiểu thế. Đó, mình sẽ thử log in vào xem nó có xóa được chưa nhá. Bởi vì là các bạn đã thấy là mới và những cái cập nhật mới này nó có từ đâu các bạn? Các bạn đã có kiến thức nền rồi. Nếu mà có cập nhật mới thì các bạn đòi hỏi là các bạn phải có cái tính là tự học và trau dồi thôi. Cái đó là cái bắt buộc mà. Được chưa? Đó. Nói chung là liên quan đến mảng công nghệ thì các bạn phải học liên tục cơ. Đấy, đã kết nối, bây giờ mình sẽ thử xem có tài khoản không nha.
Còn bạn nào bảo mà muốn lập trình iOS, thực ra lập trình lập trình iOS hoặc lập trình Android ấy, nó có phần mềm hết rồi các bạn. Đó, nó có phần mềm hết rồi. Nhưng mà các bạn học tự code thì nó hay hơn. Đó, tự code thì hay hơn. Kiểm tra thông tin lâu thế nhở? Cái flash này là nó xóa hết đó, hết trong máy đâu. Đó, ok anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.